Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel. Trong clip này mình sẽ chia sẻ một chuyện mới xảy ra, hình như là ngày hôm qua hôm kia gì đó ở Việt Nam. Thánh rắc hành, ok, tức là gì này đó. Thì anh này bị bắt, ok, bị bắt ngày hôm qua hôm kia gì đó. Nói chung là gần đây, thì khi mà các bạn nhìn tới cái vụ này á, mà cái người này bị bắt á, thì bạn đã biết cái thằng nào đứng đằng sau và thằng nào ra lệnh bắt ha. Chứ có một thằng thôi chứ không có thằng nào hết đấy. Các bạn nhìn tới đây thì năm rồi lúc mà nguyên cái đám bò đỏ rồi đám dư luận viên rồi AK-47 tự hào quá Việt Nam ơi rồi bay thẳng vào tâm dịch cứu đồng bào đó. Đó thì sau đó thì cái đám Tô Lâm là cái đám bộ chính trị gì đó đi qua Anh hình như họp hành cái vụ biến đổi khí hậu, ok. Thì mình có làm một cái mình phân tích cái vụ này rồi. Thì cái thằng vụ biến đổi khí hậu này thì cần gì phải cái bài đi như vậy, bạn hiểu không? Thì bạn có thể check out cái clip đó. Và trong cái clip này á, thì mình không có đề cập tới chuyện đó, mà mình đề cập tới cái vụ anh Thánh Rắc Hành này, ảnh bị hạch sách như thế nào, ok. Bắt đầu từ cái thời điểm đó ha, tới bây giờ là khoảng một năm, thì bạn mới thấy được là cái mưu mô xảo quyệt và cái sự hèn hạ và cái sự gọi là cái gì mất dạy của cái đám cộng sản, kể cả cái bộ chính trị, cái thằng Tô Lâm, Phùng Quang Thanh, rồi Trọng Lú, Phúc Niễn, thằng nào nó cũng như thằng ấy, nó mất dạy y như nhau. Tại vì sao? Nó đều học tư tưởng, nó đều có một cái sự giáo dục, một cái sự tẩy não và một cái quy trình, nó gọi là đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh, ok. Thì cái đứa nào mà nó học qua những cái đạo đức này, lối sống, học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh rồi nó thành như thằng Tô Lâm. Thì ở Việt Nam mình bỏ giác vàng thì không có, tại lúc đó đang dịch mà cộng sản nó cấm cửa, nó điều quân đội rồi tới từng nhà nó bắt người ta nhốt trong nhà, nó khó hàng rào lại, rồi nó cô lập, nó cách ly gì với lại cái gì zero dịch gì đó, ok. Và mình nhắc lại đây mình vẫn có buồn cười ha. Cái đám cộng sản mà cộng với cái đám gọi là gì thanh niên xung phong, rồi cái đám dư luận viên bò đỏ AK-47, cái đám đó rất là ngu, cứ tự hào quá Việt Nam ơi, tự hào quá Việt Nam ơi đồ. Nói chung là cái chế độ cộng sản nó làm bát nháo tài lè lên, rồi tới bây giờ thì bạn thấy mọi thứ nó ngã ngửa rồi ha. Chống dịch cũng chả được cái gì, vaccine cũng chả được cái gì, rồi cái Việt Á bây giờ nó moi ra rồi. Thì cái anh Thánh Rắc Hành này, anh cũng thấy được cái clip đó, thay vì anh không có rắc muối thì anh rắc hành, ok, anh làm như đó, động tác như vậy. Thì anh bán phở mà thì người ta phải có hành đồ này nọ chứ. Câu chuyện thật ra chả có cái gì để mà quan tâm cho tới khi á, người ta làm như vậy. Và công an thành phố Đà Nẵng mời cái anh này lên làm việc, ok. Thì mời làm việc xong á, thì cũng bị cộng đồng mạng rồi nó lên án, hay là cái thằng Tô Lâm nó nhục quá hay sao, hoặc là cái lúc đó nó chưa có đủ mạnh, ok, nó sợ thế lực này thế lực nọ, cho nên that's why nó êm, nó làm cho cái chuyện này nó êm đi. Người ta tưởng là anh này ảnh qua được cái ải ha. Đó thì anh đó được thả về nhà sau khi hạch sách bắt lên phường vài chục lần gì đó. Thì anh này được về nhà, về nhà cũng làm ăn. Và từ đó tới bây giờ sự việc nó êm luôn. Mình tưởng mọi người cứ tưởng là xong rồi, tưởng cái thằng Tô Lâm này nó hiểu ra được cái sự việc rồi, ok, nó biết má mặt dày đồ này nọ. Nhưng mà không, nói về cái chế độ cộng sản nó tàn ác và nó rất là thù dai. Nó thù dai tới mức độ một năm sau đó, tức là ngày hôm kia, nó bắt luôn, không có mời miết gì nữa, bắt luôn, bắt thẳng cái anh Thắng Rắc Hành này, bắt vô tạm giam mất tiêu luôn, khỏi cần điều tra điều triết rồi mời lên mời xuống mệt, ok, với cái tội là tuyên truyền sỉ nhục lãnh tụ đồ này nọ. Thằng Tô Lâm mà lãnh tụ cái gì, ok, bạn nào mà đọc từ điển lãnh tụ là cái gì, ở Việt Nam á có một cái thằng lãnh tụ duy nhất, thì bây giờ nó quy cho cái tội là gì, sỉ nhục lãnh tụ rồi tuyên truyền gì này nọ. Bạn tin những cái luận điệu đó không, ok. Đối với mình á, những cái luận điệu đó là những cái luận điệu tào lao, toàn là những cái cớ không thôi. Thì bạn thấy như vậy á, để phải chấp nhận một sự thật là những cái con người Việt Nam á sống trong cái chế độ cộng sản, cái mạng của nó giống như những cái con gà con vịt ở trong chuồng nha, chứ không phải là mình nói là tự do thả trong vườn, no, ở trong chuồng. Thì như cái anh này gì đó, nó thả trong chuồng đó là nó biết sao, không có đi đâu được hết đấy, nằm đó, tới lúc nào nó muốn thịt á thì nó bắt là nó thịt,
ok, chứ gà mà bỏ ngoài vườn chạy nhông 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 làm sao mà thịt được. Mấy cái thằng mà đại gia đồi này nọ ha, thì nó có thể là những con gà ở ngoài vườn. That's why sometimes á, khi mà nó nghe thông tin á, bỏ, nó mua máy bay, nó bay ra nước ngoài, nó trốn được. Ok, còn những cái người dân đen, dân ngu cu đen á, là những con gà ở trong chuồng, khi nó còn thịt, nó mở cái lòng ra, nó lấy nó thịt thôi. Đó, thì cái anh này là một người đại diện. Một năm sau đó, mọi người luôn, một cái ván bài mà gọi là ngã ngửa luôn, không ai ngờ tới cái thằng Tô Lâm, một cái thằng già cộng sản ha, mặt nó ăn cái miếng bò mà nó hở ra giống như cái mỏ chó ha. Ok, thì nó vẫn còn thù dai tới như vậy với một người dân thôi, người đó còn không biết nó là ai luôn á đó. Đó mà nó thù dai tới mức đó, thì ngày hôm nay nó bỏ người ta trong tù. Xung quanh cái câu chuyện này, mình muốn nêu ra những cái quan điểm để cho các bạn thấy ở trong cái chế độ cộng sản, bạn nó không có tự do, tại vì bởi vì nó không có tự do, không có dân chủ, không có luật pháp. Tại vì nếu mà bạn nói có tự do ngôn luận này này nọ, thì cái hành động của anh này mắc gì phải bị bắt. Ok, không có bị bắt mà là mắc gì phải bị hạch sách, mời lên phường xuống mấy chục lần. Ok, phiền phức chứ. Công an việc làm của người ta mà cứ sáng nó tới nó kêu mời lên phường, ngày mai nó kêu về lên phường, rồi công việc của người ta như thế nào? See, đó là không có tự do ngôn luận. Thứ hai là không có pháp luật, luật pháp gì hết đấy. Tại cái luật pháp này nọ, người muốn bắt người á phải có giấy tờ của tòa án hay là một cái gì đó, để một cái có một cái hành động gì đó sai thì mới bắt được. Còn này nó quất thẳng luôn, nó tự đưa ra những cái luận điệu gọi là vu khống, nhưng mà nó bắt là nó bắt thiệt. Ok, câu chuyện là câu chuyện xạo nhưng mà nó bắt là nó bắt thiệt. Vì luật pháp ở đâu? Thì khi mà bạn thấy một cái chế độ, một cái đất nước mà không có luật, không có pháp, toàn là dùng luật rừng á, thì bạn dùng cái gì để bạn đấu tranh? Đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Tại vì giống như bên Mỹ đi, thằng Biden nó làm ẩu làm bậy, cái đám cộng sản dân chủ nó làm tào lao. Ok, mình người dân Mỹ được nói, giá xăng lên cao, mình chửi thằng Biden. Mình không phải là mình không, rất là nhiều người, người ta thẳng thì chửi Biden, tại rõ ràng cái thằng đó là cái thằng tào lao, cái đầu nó đầu cứt. Thì mình nói được, mình có quyền bầu cử, có cái luật pháp thì không phải là hoàn toàn ok, hiện tại nó vẫn rất là tào lao, nhưng mà nó vẫn có một cái gì đó nó bảo vệ bạn. Hiến pháp đồ này nọ, bạn có gun, bạn có súng đồ này nọ để bạn tự vệ. Cho nên á, mình tin ở Mỹ nó vẫn còn một cái gì đó và tự do. That's why á, mình có thể lên tiếng nói và nhiều người có thể nghe được, và người ta nghe được, người ta có thể đồng tình hay phản bác. Còn ở Việt Nam, bạn dùng tiếng nói của bạn hả? Completely zero. Thứ nhất, cái tiếng nói á, là những cái tiếng nói yếu ớt. Lực lượng nó không có đông bằng cái lực lượng dư luận viên. Tại sao mình nói như vậy? Bạn nhớ về cái vụ mà con bé livestream gamer đó, nó chỉ nói những cái thằng nào mà coi phim 18 cộng nhiều thì đầu nó hói. Ví dụ như mấy thằng chủ tịch nước, một cái livestream của nó like hàng ngày, nó like tiếng này qua tiếng nọ, nhưng mà một cái câu nói của nó như vậy thôi vẫn bị bắt được và bị phạt nó. Thì bạn nghĩ cái thế lực, cái bọn AK-47 á, nó nằm trên mạng, nó quan sát, nó gọi là gì, nó ngồi mà nó rình từng người, từng giây, từng phút, thì cái lực lượng nó rất là đông. Ok, cho nên những cái tiếng nói mà yếu ớt ồ lên phản kháng đâu này nọ, nó dập một cái một. Cho nên á, dùng tiếng nói khai sáng cuộn từ của người dân trong nước chia sẻ với nhau á là zero, không có kilogram nào hết đấy. Mà thứ hai nữa, khi mà lên tiếng nói như vậy á, cái mạng người dân trong nước giống như những con gà ở trong chuồng. Ok, khi cần thịt là nó thịt. Cho nên những cái tiếng nói đó nghe qua thì ồ, so sánh bên Mỹ, so sánh những cái đất nước tự do có vẻ như nó đúng, nhưng mà nó không áp dụng được cho những cái chế độ cộng sản. Tại vì chế độ cộng sản nó rất là tàn độc. Đứa nào mà lên tiếng nói này nọ, nó không bắt, chứ không phải là nó không biết, nó biết nhưng nó chưa có bắt thôi. Nó chờ tới cái lúc nào đó, tới cái dịp nào đó là nó lụm, nó lật đầu từng cái liền. Cho nên ở Việt Nam dùng phương pháp đó là trật lắc, trật đường ray. Rồi mình nghe cái vụ mà Phil Đồng nói về cái ông luật sư Hoàng Duy Hùng với là cái phương pháp đấu tranh bất bạo động á, là dùng nước sạch đổ vô một cái hồ bẩn thì từ từ cái hồ bẩn nó sẽ lên trong á, để áp dụng như vậy để tẩy não từ từ cái đám cộng sản á. Phương pháp đó nghe qua rất là hay, rất là đúng, nhưng mà nó không áp dụng được cho cái chế độ cộng sản. Tại vì sao? Những cái đứa nào á mà nó gia nhập đảng cộng sản á,
nó thường nó bị nhồi ngược lại chứ nó không có bị tải đi. Nghĩa là sao? Có thể cái thằng đó ồ nó muốn là ồ làm cho cái để chế độ cộng sản nó tốt hơn này nọ, nhưng mà nó khi nó gia nhập cái đảng cộng sản nó bị huấn luyện bởi tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng Mác Lênin, là nó từ nó người nó có thêm một chút xíu nào đó trong sáng, nó nhập cái gia, nó gia nhập cái đảng là nó thành một cái đống cất luôn. Cho nên cái phương pháp đó cũng tào lao luôn. Ở Việt Nam mình nói, mình có làm nhiều clip mình nói về cái vấn đề này, để đối phó với cái bọn cộng sản á, phải dùng lấy độc trị độc, đi với ma mặc áo giấy, đi với Phật thì mặc áo cà sa. Ok, mình sống với cái đảng cộng sản, nó là cái mình gọi là quỷ đỏ. Từ quỷ tức là sao, nó rất là ác rồi. Quỷ tức là ai cũng giết được nó đấy. Ok, bạn coi phim Tờ Thiên đó, ngay cái Tam Tạng mà Tờ Thiên giết quỷ nó cũng ok luôn, nó không có gọi phạt, giết người mới bị phạt, nhưng mà giết quỷ á là nó đáng bị chết. Thì mình nói là quỷ đỏ cộng sản tức là nó là quỷ rồi. Thì khi nó đã là quỷ rồi á thì ai cũng có thể giết được nó. Đừng có sợ ác ở đây, đã quỷ rồi bạn giết được một con quỷ á, bạn trừ hại cho dân. Thì đó là cái ý của mình. Thì làm sao như vậy? Cái bọn công an, cái thằng mà ngu á, dư luận viên đồ này nọ, có thể là ồ nó mạnh, nó khỏe, ok, nó có thể mấy thằng công an xã, công an huyện, công an tỉnh nó có súng, ok, mình sợ nó được. Nhưng mà vợ con nó sao, cha mẹ nó sao, cha mẹ vợ nó sao? Đó là những con quỷ, những cái mầm quỷ, nó đẻ ra quỷ thì cái bọn đó cũng là quỷ. Đừng có sợ ác, mình nói đừng có sợ ác ở đây. Diệt cỏ là diệt tận gốc là như vậy. Cái chế độ cộng sản nó rất là ác rồi, bạn đừng có nói ờ bạn làm ác với nó thì cũng như nhau. No, ác thì mình phải lấy độc, mình chỉ độc, mình phải dùng chất độc để mình khử chất độc thôi, chứ không có nói là ác. Tại tụi nó quá ác, nó không có biết cái gì hết đấy. Nó là cái đảng, nó là đảng vô thần mà. Bạn nghĩ nó sợ à? Nó sợ quả báo à? Nó sợ quả báo nó đã không làm rồi. Có thể mạnh, có thể khỏe, có thể có súng, có vũ khí mình sợ. Nhưng mà cái gia đình dòng họ của nó thì sao? Bạn nhớ là ở Việt Nam á, một thằng làm quan cả họ được nhờ, tức là sao? Cả họ của nó cũng là quỷ luôn, không phải là người nữa. Ok, thì mình nói là quỷ, giết quỷ thì trừ hại cho dân và bạn sẽ trở thành anh hùng. Chỉ có một cái đường hướng đó thôi. Bạn không thể nào mà dùng tiếng nói này nọ, bạn lên tiếng nói là bạn chết, bạn chỉ có chết thôi. Từ chết cho tới ngáp thôi. Khi mà nó vô được trong cái địa ngục cộng sản rồi, nó đủ cách để nó giết bạn hết, mà nó không có nhận nha. Nó giết xong á, nó nói là bạn tự tử chứ không phải là nó chấp nhận là nó giết đâu. Nó chối đây đẩy. Ok, thì mình nói từ những cái đó bạn sẽ thấy được những cái gì mình nói nó không phải là nó vô lý, nghe ra nó rất là ác, nhưng mà đó là một cái đường hướng duy nhất cho cái chất đất nước Việt Nam. Nó có thể khỏe, nó có thể mạnh, nó có thể có người bảo vệ này nọ, nhưng mà không lấy bảo vệ nó 24/24, vợ con nó không lẽ 24/24 được bảo vệ? Sí, có cách hết. Và nhất là cái lúc này khi mà cái kinh tế đồ nó xuống rồi, công an việc làm nó rất là khó khăn rồi, thì hãy một mạng đổi một mạng đỡ hơn, đúng không? Bạn thấy cái anh rắc hành này đi, vô trong tù rồi thế nào cũng bị chết oan uổng, còn không á đi ra tù vài năm sau á cũng thân tàn ma dại, chết trước hay chết sau thôi. Bạn chết một cách anh hùng hay là bạn chết một cách hèn? Nhiều người nói chứ ô quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cái thời thế người ta có thể nhẫn nhịn 1-2 năm để cuối đời người ta, hoặc là tới cái lúc nào đó mạnh nhất của người ta sẽ trả thù. Còn khi mà bạn hèn quá, bạn ngồi đó mà bạn nhẫn nhịn cho tới lúc bạn chết, bạn thành một cái đống xương khô á, đó là nhục chứ không phải là nhẫn nhịn nữa. Ok, bạn nhẫn nhịn khi bạn có một cái chí hướng gì đó, để bạn có một cái đường hướng để bạn hành động, thì đó gọi là nhẫn nhịn. Và đến một thời điểm nào đó bạn phải hành động, đó là nhẫn nhịn để bạn gọi là lùi một bước để tiến ba bước. Còn bạn nhẫn nhịn tới lúc mà bạn chết rồi, bạn không có làm ăn được cái gì đó, thì đó gọi là nhục. Ok, thì cái clip này mình chia sẻ nó như vậy. Thì mình làm rất là nhiều clip mình đề cập tới vấn đề này. Đối với cộng sản á, không có dùng bất bạo đậm hay là dùng tiếng nói gì, tại vì nó không có giá trị. Một cái đất nước vô pháp vô thiên thì không có áp dụng được những cái phương pháp đó. Ok, rồi thì cái clip mình chia sẻ như vậy. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye mọi người.